Ô, xin chào bạn Oji. Chào bạn Gato. Chào bạn. Bạn Gato ơi, sao bạn nghịch cái bơm để làm gì vậy? Để bóng. Nhưng mà làm gì có bóng mà bơm? Có. Ô, có bóng ở đâu đấy? Hả? Bóng đâu vậy? Bixi à? Ôi, bóng của Bixi à? Tôi bố xem nhá. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Ôi, cái kẹo à? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Có gì khoe hết cho nào? Cái gì vậy? Ui, bánh gấu nữa cơ à? Xem nào. Ui, bánh gấu của Nhật còn chưa này. Rồi, bây giờ thì chúng mình làm gì trước đây? Ăn kẹo trước à? Bỏ ra kẹo xem nào. Kẹo này ăn rồi còn gì nữa? Thôi, bỏ ra. Bỏ kẹo ra. Ui, kẹo vàng. Thế kẹo đặc biệt gì vậy? Ủa, ăn màu xanh thì bị xanh mặt á? Thế á? Thế ăn màu đỏ này có bị đỏ mặt không? Có. Ủa vậy á? Thế ăn màu màu vàng có bị vàng mặt không? Có. Thế bạn thử ăn thử màu vàng nữa xem nào. Sao? Sao xanh vàng mặt à? Ăn đi, ăn thử xem. Bạn phải ăn thử xem có vàng mặt hay không thì tớ mới tin chứ. Đúng không? Vàng mặt đây, ăn thử đi. Ăn thử xem vàng. Tớ sợ à? Tớ ăn đi. Bạn nghe tôi, bạn có ăn thử không? Không ạ, vẫn sợ. Ăn thử một viên để tớ, nếu mà đúng xanh mặt thật thì tớ thôi luôn. Ăn thử đi. Không dám các em ạ. Cái bạn Gato bảo là kẹo này nhá, ăn phải màu xanh thì sẽ bị xanh xanh mặt, ăn phải màu vàng thì vàng mặt, ăn màu đỏ thì đỏ mặt. Nhưng mà bạn ấy chả ăn thì ai tin đúng không? Bây giờ bạn phải ăn thì tớ mới tin. Ăn một viên thôi, xem có xanh mặt thật không? Nếu mà xanh thật thì tớ tin luôn. Thật đấy á? Ăn đi. Nếu mà phải ăn thì tớ mới tin chứ. Không à? Ăn một viên thôi. Nếu mà xanh mặt thật thì tớ được tớ chữa cho. Tớ khóa phép là được ngay mà. Nhá. Sợ à? Mới sợ à? Thế bạn Gato có dám ăn không? Ui, tớ sẽ ăn cho các bạn xem ạ. À. Xem màu gì đã, bạn ăn màu gì đây? Xem nào, đâu màu đâu? Không, xem viên gì, bạn ăn viên kẹo nào? Màu đen đúng không? Rồi, bạn ăn đi. Ồ, bạn đã ăn rồi. Ui, hết chưa? Hết rồi à? Ơ, có thấy mặt đỏ đâu, có thấy mặt đen đâu. Một lúc đã. Thế ừ, để một lúc xem có đen không nhá. Ồ đúng rồi, mặt bạn Gozi đen gì kìa. Màu nâu rồi. Mặt bạn Gozi chuyển sang màu nâu kìa. Thôi được rồi, để bố rửa mặt cho nhá. Cho hết màu nâu nhá. Rồi là bạn Gato ơi, bạn lấy cái này rửa mặt đi không? Mặt bạn màu nâu rồi. Sạch chưa? Ồ may quá, hết màu rồi. Rồi. Bây giờ bạn có dám ăn thử một màu nữa không? Không á, ăn thử xem màu xanh có xanh không? Ừ rồi, ăn đi. Ừ, một lúc lại xanh à? Ừ, ăn đi, ăn thử đi. Ăn thử cho tớ xem nào. Rồi tớ lại lấy khăn này, tớ lau mặt cho ăn hết xanh cho em. Rồi. Wow. Ủa, ăn hết chưa? Ủa, mà xanh vậy? Ăn màu gì xanh màu đấy à? Thôi rửa mặt đi, không thì màu xanh thôi. À hết rồi, nhanh mắt đi. Bạn có dám ăn màu tiếp không? Ăn thêm màu nữa đi. Ăn màu đỏ xem bạn có đỏ không? Ừ, ăn màu đỏ đi. Rồi ăn màu cam, ok. Sao nhứt trứng à? Há mồm xem, không nhai đi. À vẫn là cái mồm. Ăn đi. Hết chưa? Ơ, nhìn vào đây xem nào. Ồ, mặt của bạn đấy màu cam kìa. Mặt màu cam rồi. Thôi, rửa mặt đi, màu cam. Ok, nào, hãy ăn màu đỏ nữa để xem có đúng màu đỏ không nè. Vàng đi, hay màu vàng. Màu hồng. Đấy màu đen ăn rồi. Ăn màu vàng đi. Ok. Rồi, chuẩn bị. Các bạn ơi, để xem mặt bạn Gozi chuẩn bị màu vàng nhá.
vàng rồi kìa. Mặt vàng khe kìa. Ôi, rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt. Rửa mặt đi. Rồi. Gì vậy, lại ăn một gì vậy? Không sợ xanh mặt à? Thôi được ăn nữa nhá. Thôi bỏ cái kẹo đi, kẹo đấy ghê á, không ăn nữa, vứt đi. Vứt đi. Thôi vứt đi, không cần. Thôi, bây giờ chúng mình chuyển sang chơi bóng bay đi. Ai ăn kẹo gấu đi. Ăn kẹo gấu trước, xong ăn bóng bay sau nhá. Chơi bóng bay sau nhá. Rồi, rồi bây giờ bạn Kato sẽ chuyển sang ăn kẹo gấu. Thôi bỏ ra kẹo gấu cho bọn ăn cùng nha. Xem là kẹo gấu gì đã, để bố cho các bạn xem. Nào cho các bạn xem cái. Rồi, các bạn đấy chưa xem mà bạn đấy bóc rồi. Ô, cái này nhá, màu hồng nhưng bên trong cũng màu hồng luôn. Ô, nào bạn lấy ra đi, xem nào. Đây là kẹo Nhật Bản đấy các em nhá. Đấy, kẹo Nhật Bản này. Đấy, gì đấy, chữ gì đấy anh chả đọc được luôn nè. Strawberry. Đấy. Ô, bên trong này, bên trong này có sữa nhá. Rồi bóc đi. Được bóc ra. Này, cùng xem. Ui kìa, kẹo gấu, bên trong nhiều gấu hết. Cho bố nào xem bao nhiêu. Ui, nhiều gấu chưa. Ô, các bạn ơi, lạ chưa này. Trong viên kẹo này, mỗi một cái viên kẹo đều có một cái lỗ đây này. Ô, viên kẹo này cũng có lỗ này. Các bạn nhìn thấy lỗ không? Ô, viên này cũng có lỗ. Đây, đây, lỗ này. Ô, viên này cũng có lỗ này. Ô, lỗ đâu? Lỗ đâu? Ừ nhỉ? Không biết nào làm lỗ để làm gì nhỉ? Bạn có gì có biết người ta làm lỗ để làm gì không? Không biết á? Ồ, à đúng rồi. Các em ơi, thấy bạn Gato thông minh chưa? Bạn ấy bảo, à tôi biết rồi. Là để người ta làm cái lỗ để người ta bơm kem vào trong đấy. Bạn thử cắn ra xem bên trong có kem không? Cắn đôi ra thế nào? Ồ, ăn được một rồi. Thôi được rồi. Kem đâu, kem đâu? Thôi được rồi, để anh bỏ đây ra cho các bạn xem bên trong có kem nhé. Ồ. Cắn cho tớ để tớ bỏ ra xem có kem nào. Đây này, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đây là trong có kem màu hồng này. Ui, kẹo gấu này ăn ngon thật đấy. Ngon quá. Ngon thế. Thôi bố ấy nhá, chẳng biết đâu. Các em ơi, kẹo gấu này ăn cực kỳ ngon luôn. Ở bên ngoài thì khô nhưng bên trong có kem ấy, ăn ngọt mới cả. Nhà nó không khô đâu. Con cắn đi xem có kem ở trong không. À, các em nhìn kem này. Đấy, cái nào cũng có kem bên trong luôn. Thế á, ngon nhờ. Ngon đấy. Rồi, quá. Ngon kinh. Tớ biết. Tớ ăn đi nha. Ngon quá. Rồi, bạn ngon gì đấy, anh ăn nhiều quá nên bạn ấy giữ luôn. Ăn đi. Thôi nhá. Quá. Anh ấy cộng một bạn ngon gì. Rồi, ăn. Quá. Ngon nhỉ. Ôi mẹ hết rồi, bây giờ lấy gì đấy? Rồi, bây giờ sau khi chúng mình ăn xong thì chúng mình sẽ chuyển sang chơi bóng bay nha. Rồi, ok, ăn hết đi để mình chơi bóng bay nha. Bye bye, chào các bạn. Gato chào các bạn đi. Con có bảo Gato xin chào các bạn không? Các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh cho mình nhé. Con bảo các bạn đăng ký kênh cho mình đi. Và người là Gato mà đáng yêu vậy. Thôi, rồi, tớ sẽ đăng ký cho cậu 1 suất nha. Và tớ sẽ cho cậu 1 like nha. Và tớ sẽ share cho mọi người xem nha. Bye bye.